Thưa quý vị, có rất nhiều cách để đưa nghệ thuật đương đại tiếp cận với công chúng. Nhưng mà với tôi thì cách tiếp cận mà cảm thấy dễ chịu nhất đó là được rời xa cuộc sống đô thị ồn ào để bước vào khoảng không gian xanh mướt rộng lớn cùng với những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc. Vâng, vậy thì chị không nên bỏ qua không gian nghệ thuật Arts in the Forest 2016, tạm dịch là nghệ thuật trong rừng, vừa được khai trương tại Đại Lải, cách thủ đô Hà Nội 40 cây số. Và nếu quý vị cũng quan tâm thì hãy trải nghiệm cùng chúng tôi qua những hình ảnh sau đây. Sức mạnh vùng đất, mưa nhiệt đới, những hạt mầm là 3 trong số 5 cụm tác phẩm điêu khắc của 7 nghệ sĩ tham gia không gian nghệ thuật Art in the Forest 2016. Không bó hẹp ở những phòng trưng bày trong phố thị, mà những tác phẩm điêu khắc này được hòa quyện với khoảng xanh thiên nhiên, gợi cho người xem về sức sống mãnh liệt và cảm xúc tươi mới. Ra khỏi những tòa nhà làm việc là tắc đường, là bụi khói của các phương tiện giao thông, thì khi lên đây thì chúng tôi được hòa mình vào một cái cuộc sống thiên nhiên cùng với cái tác phẩm nghệ thuật thế này, thì coi như là mình như được một giải thoát. Nó là một cái sự kỳ công của tất cả những cái anh chị nghệ sĩ đã tạo dựng lên những cái tác phẩm nghệ thuật này. Và thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là choáng ngợp. Art in the Forest là ý tưởng của họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, muốn đưa nghệ thuật đương đại tiệm cận với công chúng nhằm nâng cao thẩm mỹ cộng đồng một cách tự nhiên. Những nghệ sĩ được lựa chọn tham gia chương trình đều là những nghệ sĩ trẻ. Năm nay còn có những tác phẩm hội họa đương đại của hai họa sĩ khiến nhiều người bất ngờ với phong cách thể hiện cũng như về chất liệu tranh. Và trong ngày đầu tiên, không gian nghệ thuật này đã thu hút được nhiều người xem, cả chuyên và không chuyên. Ấn tượng cái thứ nhất là về cái cách trình bày. Họ vẽ trên các cái nắp capo của xe ô tô, thì mình nghĩ đấy là một cái rất là sáng kiến và rất là hay. Tức là vẽ trên chất liệu lạ, mới. Thực ra lần đầu tiên mình nhìn thấy. Tôi muốn chia sẻ những cái quan niệm về mặt vật chất và cái tinh thần trong cái cuộc sống của mỗi người khi mà hai cái thái cực này nó đang bị có những cái xung đột rất là lớn trong một cái thời kỳ xã hội của chúng ta đang phát triển rất là nhiều, mà đôi khi chúng ta quên đi một cái phần quan trọng để nó nuôi dưỡng cái mặt tinh thần của mình. Art in the Forest với việc kết nối vạn vật trong thiên nhiên với ngôn ngữ điêu khắc, hội họa, kéo con người thoát khỏi những trói buộc ngột ngạt của cuộc sống thường nhật. Đó sẽ là một liệu pháp tinh thần, xóa tan căng thẳng, giúp mỗi người lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.